Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. Như các bạn đã biết, Chronosuit là một thương hiệu lớn đến từ châu Âu và cũng đã khẳng định được tên tuổi ở thị trường Việt Nam. Đến với Việt Nam thì Chronosuit có rất là nhiều mẫu mã đa dạng về màu sắc và cũng như là đáp ứng được các xu hướng thiết kế ở thị trường Việt Nam. Ngoài ra, Chronosuit đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn của vùng xanh như là Lotus Việt Nam, Lix Mỹ và Greenmark của Singapore. Hiện nay trên thị trường Việt Nam có rất nhiều loại sàn gỗ, tại sao anh lại tin dùng sản phẩm Chronosuit? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình là trưởng ban quản trị một cái chung cư với cái số căn hộ là khoảng là gần 500 căn hộ và số lượng cư dân là khoảng là gần 2.000 người. Thì trong cái quá trình mà mình nắm bắt cái tâm tư, nắm bắt những cái phản hồi từ cư dân đó, thì trong quá trình mà cư dân sử dụng cái sàn gỗ Chronosuit đó, thì họ đều có cái đánh giá là sản phẩm này rất tốt. Và chung cư chúng tôi là vừa mới đưa vào sử dụng trong vòng 3 năm, thì tất cả những cái căn hộ đang sử dụng cái sản phẩm Chronosuit đó đều cho cái đánh giá rằng là họ rất hài lòng với cái sản phẩm của Chronosuit. Và hiện nay có rất nhiều cư dân cũng đang là liên hệ với ban quản trị chúng tôi để hỏi về cái sản phẩm Chronosuit này. Khi mà họ muốn lót gỗ sàn phòng khách hoặc phòng ngủ đấy, thì với những cái kinh nghiệm cũng như là cái nắm bắt mà ban quản trị là có được trong thời gian vừa qua, thì chúng tôi luôn tư vấn và hướng dẫn cư dân của mình lựa chọn sản phẩm Chronosuit đấy. Và tôi nghĩ rằng là tất cả các cư dân của chúng tôi đều hài lòng với sản phẩm này, thì tất cả các cư dân khác, các cái chung cư khác và tất cả các căn hộ khác, tất cả gia đình khác, tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ rất là thoải mái và hài lòng khi lựa chọn sản phẩm Chronosuit. Sự giới thiệu của ban quản lý, tôi là chuyên gia sản phẩm của công ty. Hôm nay tôi đã đến để ký hợp đồng có sản phẩm 102 m2 căn hộ của tôi.